Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Văn Thịnh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về một cái chiến lược cũng như là một cái cách làm sao để chúng ta tăng tài sản bất động sản của chúng ta lên gấp 3, gấp 5, thậm chí là gấp 10 lần nha các bạn. Thì bất cứ chúng ta là một nhà môi giới bất động sản hay là một nhà đầu tư thì chúng ta cũng muốn cho cái tài sản của mình tăng giá lên một cách nhanh nhất. Thì tôi xin kể với các bạn một cái câu chuyện của một người bạn của tôi. Cách đây hơn 2 năm về trước thì anh ta có mua một miếng đất là đất sào ở nông thôn nha các bạn. Là cách đây hơn 2 năm trước thì anh có mua một miếng đất là trị giá là 300 triệu. Thì anh mua 300 triệu và cái dạo gần đây thì tôi có hỏi anh là anh đã bán miếng đất đó chưa và anh bán bao nhiêu tiền. Thì anh mới trả lời là anh mới bán là 1 tỷ 2. Đó, với số vốn ban đầu là 300 triệu mà anh đã lựa chọn là đi mua đất ở vùng Vendo để anh đầu tư. Và chỉ hơn sau hơn 2 năm thì anh đã bán ra được 1 tỷ 2. Tức là sao ạ? Anh đã lãi được gấp 4 lần nha các bạn. Đó, chỉ sau 2 năm mà anh đã lãi được gấp 4 lần. Và tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết một câu chuyện nữa. Đó là câu chuyện của một người cậu của tôi. Cách đây khoảng 5 năm về trước, khoảng 2017 nhé các bạn. Thì người cậu của tôi đã quyết định là đi mua một miếng đất ở khu vực thành phố Đồng Xoài nhé các bạn. Lúc đó là cậu tôi mua một miếng đất với giá là 600 triệu. Đó, trước khi mua thì cậu cũng có đi tìm hiểu cái giá xung quanh khu vực. Cậu cũng đi thẩm định giá rồi cậu cũng đàm phán. Thì cậu quyết định là cậu mua một cái miếng đất đó là với giá là 600 triệu. Và cái giai đoạn cậu mua là vào giai đoạn 2017 nhé các bạn. Thì lúc đó cậu quyết định mua miếng đất đó. Và sau hơn một năm, là khoảng gần cuối năm 2018, thì cái miếng đất ở đó trong khu vực thị xã Đồng Xoài, là thị xã Đồng Xoài lúc đó là lên thành phố Đồng Xoài, là cái miếng đất 600 triệu đó là đã có khách hàng trả cho cậu tôi là 2 tỷ 2. Đó, là sau hơn một năm nha các bạn. Hơn một năm là tính ra là cậu đã lãi được hơn 1 tỷ. Đó, nhưng mà cậu tôi lại không quyết định bán miếng đất đó và giữ lại cái miếng đất đó cho đến gần đây thì mới bán. Thì gần đây tôi có hỏi cậu tôi là cậu bán miếng đất đó giá bao nhiêu. Thì cậu mới nói là cậu mới bán miếng đó 1 tỷ 2. Cậu mới bán miếng đó là 12 tỷ. Đó, các bạn thấy chưa? Với cái số vốn ban đầu là 600 triệu mà chỉ sau hơn 5 năm cậu đã kiếm hơn 10 tỷ. Hơn 10 tỷ nha các bạn. Một con số có thấy là nó quá ok so với 5 năm rồi. Đó, với cái lựa chọn là chúng ta có trong tay từ 1 cho đến 3 tỷ thì một số người lại chọn là đi đầu tư ở đất trung tâm thành phố. Đó, thì đất ở trung tâm thành phố thì cái lợi nhuận của nó tăng trưởng nó đã lên cao rồi, cái thị trường tăng trưởng nó đã lên cao rồi, thì chúng ta mua đất ở thành phố thì khả năng tăng trưởng nó chỉ lên đến khoảng 10 đến 30% trong một năm thôi. Đó, nếu cùng một cái số vốn đó, cùng một số vốn 1 đến 3 tỷ đó mà các bạn biết chọn cái nơi để đầu tư, biết chọn khu vực nào mà có tiềm năng để đầu tư thì các bạn có thể giúp cho mình nhân tài sản lên nhân 3, nhân 5, thậm chí là nhân 10 lần nhé các bạn. Nếu mà các bạn cầm 1 tỷ đi thì các bạn cầm 1 đến 3 tỷ thì các bạn có thể mua được 1 đến 2 miếng đất nền ở trong khu vực trung tâm thành phố, nhưng mà lợi nhuận của nó không cao. Nhưng mà nếu các bạn biết chọn đất để Vendo, đất ở vùng Vendo, đây cũng là một cái gọi là đòn bẩy để giúp các bạn tăng trưởng tài chính lên rất là nhanh. Ok, thì cái video của tôi xin kết thúc tại đây. Tôi hy vọng là cái câu chuyện trong cái video này sẽ giúp ích được cho một số bạn nào đó, học được cái điều gì đó để các bạn nắm bắt hơn được, các bạn nhìn nhận hơn được về cái cách và cái chiến lược của các bạn để chúng ta đầu tư bất động sản một cách hợp lý và mang lại lợi nhuận sinh lời cao cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Nếu thấy video này hữu ích
thì hãy để lại cho tôi một like và một đăng ký kênh để lần sau tôi phát sóng thì các bạn sẽ nhận được những video về bất động sản sớm nhất nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.